hết là chào anh Phượng, chào tất cả mọi người dưới diễn đàn. Anh chào tất cả mọi người đi. Bữa nay Good có ok. morning, chào anh Trầm, chào quý vị, chào các bạn. Việt Nam bây giờ là 10 giờ đêm đâu còn gì nữa. Đúng rồi. 10 giờ Đấy. đêm coi như gần Trong sáng nói chủ nhật chung thì rồi cũng mà. có một vài việc là nó cần phải báo cáo với anh với tất cả mọi người, cũng liên quan về cuộc sống Mỹ rồi ba cái vụ linh tinh như su răng rồi nhớ cái gì mình với lại có nó cũng không có cái gì lớn lao lắm nhưng mà thì có gì mà nói cái đó tại bên này nó buồn quá anh. Ok. Có mình tôi là tôi với anh ra chạy vô chạy xuống chạy xuống Anh ê à, không anh à, bây giờ anh nói cái chuyện này là không có sợ, không có gì là mới mẻ cả. Cái chuyện bên không này có là gì là mới mẻ cả, mình chuyện tiếp đánh buồn, nối chuyện bên này đánh buồn mà đâu có gì đâu mới mình tiếp nối anh biết sao không, không. mẹ bà nói Việt Nam tôi giống như là vua vậy Đúng rồi. á. Về bên này làm cu ly, vừa cu ly hạ cấp mới được ghê chứ, nào lính nhét làm nhà rồi quét bà, nói Ôi chung xin là cái gì giặt nè, đồ là nói chung là nói vậy nha, nó hành hạ quá cho nên nhớ Việt Nam Than phiền quá. nữa, than phiền nữa, than phiền phải Từ từ ăn uống cho đến sinh hoạt rồi đi đứng rồi nói chung là thứ gì ở Việt Nam đối với tôi cũng tuyệt vời cả, bởi vì tự do anh hiểu không? Không phải làm, không phải làm gì hết đâu. tự do mà thứ nhất là cái đầu đó nó được thoải mái anh hiểu không, Đúng cho nên rồi. về chỗ đó cho nên ra mà qua đây thì nó quá trời là nó quanh khác là quá trời là coi như là nó bí gì Việc, nó việc, kẹt rồi có nhiều việc. nó đủ thứ chuyện trên đời Quái vậy chứ bên này nhiều việc lắm anh. đúng rồi mà sao ngộ thế vậy, tự nhiên đùng cái mình về cái bao nhiêu việc nó đổ dồn vô Không. càm ao là nữa nha lúc lúc ta đang đi nước Mỹ hình Rất như nhiều việc. nó Đúng ghét rồi anh. tôi, nó ghét tôi hay sao anh ơi, tôi về nước Mỹ không hạt hay sao tự Không nhiên phải đùng đâu. cái anh nghĩ coi nó cắt cái bộ tôi nó tàn nhẫn không à, đủ mang mà mấy chục năm nay mấy chục năm nay nó không làm gì tự nhiên nó làm à, đủ cây cốt cái trái đủ khi con khổ luôn Cái vụ cắt bô đó là bên California này, nó cắt được, tôi nghĩ là 3 4 năm về trước rồi, à bây giờ nó mới qua cái chỗ anh, như vậy là hơi trời ơi trễ nữa tôi thấy trễ. thấy Chứ là còn bên này, bên Cali mình là nó cắt, là tôi thấy là anh em mình là nó cắt của anh em mình là nhiều lắm rồi, lâu lắm rồi, 8 4 năm rồi. Thành thử đó khi mà anh nói tôi biết ngay, mà đúng là cái xứ của anh là nó cũng hơi chậm tiến chút, chứ là đáng lẽ là đến bây giờ nó mới cắt của anh, như đáng lẽ là nó chơi anh là mấy năm ở trước rồi đó. anh sang mở không anh úp cúp cái hình hả Cái đường rồi, tôi đang đang trả tay, trời trả tay quên chút. thế thì anh ra lộ diện đi tôi báo cáo anh vụ này cũng vui bởi vì nó khổ bảo hiểm của Mỹ nó đâu có đơn giản anh, nó đền nhưng mình đâu có đơn giản thế thì cái thằng bảo hiểm nó sẽ nói với mình là mày phải đầu tiên là mày muốn sửa ở đâu thì mày phải cho tôi biết cái địa chỉ và cái một cái văn phòng sửa chữa đàng hoàng trong kiểu là sửa mà sửa không có license đâu nó không chịu đâu nha, Đúng rồi. sửa rồi sao mày cho tao một cái series number của cái phạt ô mẹ lậu phải làm sao có thật kiểm dưới xe đâu có Đúng đâu tôi phải chạy vô dealer còn hỏi cái series number cho tao cái đó estimate để tao đi sửa chữa để tao báo cáo với sư răng thì vô trong đó thì báo cáo với anh là luôn nó cho anh cái series number của cái dealer tôi vô là lấy xịt đây hiểu rồi. đây ok đây Hiểu rồi. đó rồi xong kèm với lại một chi phí lắp ráp sửa chữa nữa đây nữa của cái một cái địa chỉ mà tiệm sửa xe uy tín phải có địa chỉ đàng hoàng rồi đây đó thấy chưa Hiểu rồi. đây đó rồi xong nộp cho nó đàng hoàng xong nó kêu ok về nhà đợi chờ chờ đợi để nó đó rồi mới cho hậu qua kiểu mà khai gian khi giết thì được đâu khổ vậy tôi nói thiệt rồi chờ đợi để mà nó coi cái chi phí để thích hợp là ok để mà nó bồi thường tiền ok Hiểu thì rồi. có hai trường hợp thì tôi nóng ruột tôi nói đụng bây giờ tao bỏ tiền túi ra tao vô tao làm trước đi rồi nó cái thằng bờ y răng nó trả tiền tao tao bỏ vô nhà băng mình chưa có gì đâu nó đụng thì cái thằng dưới xe nó không được là lý do chỗ này là bởi vì có thể là bảo hiểm nó sẽ phái người xuống để mà nó chắc cái xe Đúng rồi. bây giờ thí dụ như anh làm đi anh làm xong rồi nó hỏi xe nào đâu cái xe này đụng nó dồn xuống nó thấy làm rồi nó kêu vậy xe này đâu có bị đâu không được đâu mà không được
đâu với nó hành đủ, nó hành mà ý là không phải lỗi của mình nha, mà nó hành te tua nó bởi vậy. Rồi xong khi theo tiên đoán á, mà sau khi mà nó là hoàn chỉnh mà nó đưa tiền cho mình đi sửa cái xe rồi đó, thì đủ bảo đảm cho anh vài tháng sau là cái bảo hiểm mình nó sẽ lên giá, mặc dù nó như quyết nó không có tha mình, như quyết là nó sẽ lấy lại tiền, anh hiểu không, lấy lại tiền bảo gì nó không lấy tiền hết, nhưng mà cứ tăng lên 20-30-40 đại khái vậy. Thí dụ là cái xe mình bảo hiểm là 100 đồng, nhưng mà 2-3 tháng sau nó sẽ lên 120 hoặc là 130, là cứ thế mà nó làm tới thôi. Đó nó mệt vậy đó, khổ vậy. Cái insurance anh nói vậy nè, tiền anh đóng của nó là anh cứ yên lặng anh đóng cho nó, mà nó thu tiền của anh thì nó cũng yên lặng nó thu tiền. Mà nhưng mà nếu khi mà anh đụng nó mà anh cần đến tiền của nó đó, anh hỏi nó là nó hỏi anh đủ thứ việc, đủ thứ chuyện. Tôi biết cái vụ này là tôi biết nè, là mình làm được 10 đồng đó là đầu tiên mình phải nộp cho nó 2 đồng trước đã, tức là mình cứ nộp êm đềm vậy, nó không bao giờ mình nói cái gì cả, tại vì mình có làm cái tiền thì mình mới nộp cho nó. Đúng nộp rồi. Cho nó 2 đồng, nộp kiếm được 10 đồng nộp cho nó 2 đồng, cho mình chỉ cứ là nghĩa là mình chỉ mình chỉ thu được 8 đồng thôi. Nó đã xét như vậy đó, ông làm được 10 đồng ông phải nộp cho tôi 2 đồng, ông thu được 5 đồng ông cũng phải nộp cho tôi 2 đồng. Đó, cái là cái luật của lĩnh xuân mà anh má, mà đến khi mà mình nhờ đến nó hỏi mình đó là tôi nói là Mỹ nó kêu là nó bắt mình chui qua cái nó kêu bằng chui qua những cái vòng lửa chui qua những cái chướng ngại vật, tức là mình cần tiền cho nó mà không phải là bất cứ cái gì. Cái xe anh là một trường hợp rất điển hình, anh đóng xin xuân cho nó là đâu có gì anh hỏi gì đâu, anh cứ thế là anh được gửi trách cho nó. Tôi nói mà... cho anh nghe là những cái thằng già như mình hoặc là những người mà coi như người dân ở sống bên Mỹ này là thì họ không bao giờ muốn bị accident cả, bởi vì đúng nó quá nguy hiểm. Anh đồng ý đúng không? Đúng là tại vì ta cẩn thận, bởi vì ở đây là chạy freeway mà chạy cả trăm mai, chạy cả 70-80 mai, cả 100 km/h, lỡ mà có đụng là chết người thôi. Thành ra họ chạy rất cẩn thận. Thế là anh chàng này từ ngày mấy chục năm nay là cái đó đúng rồi, mình làm cái ăn hoài thôi, không có chi ra. Đúng rồi. Là cái cho mình nè, ví dụ như anh hoặc là tôi nè. Đúng rồi. Không chưa bao giờ ăn cho nó ăn cái ăn hoài, không bao giờ bị chi ra hết. Mà khi nó chi ra là nó hành chết luôn. Ồ, mà nó còn. Ồ, mà mấy cái thằng insurance tôi nói nghe nè. Hỏi anh nó, mới tôi hỏi anh như vậy mà nó không giàu sao được? Nó là cái thằng mà giàu nhất nước Mỹ, không có cái thằng nào giàu như thằng này insurance. Tại vì ông ấy đâu, ông đóng tiền cho nó là vợ ông đóng tiền cho nó, ông cầu mai ông cầu mà ông vừa đóng tiền cho nó mà ông vừa cầu nguyện nó đừng bao giờ ông hỏi nó đừng bao giờ mình xài mấy này, mình xài nó là khốn nạn, đầu tiên là khốn nạn cho mình. Đúng rồi. Khổ lắm anh, nhưng mà đó là cái chuyện xã hội mà mình phải công nhận thôi anh. Đúng rồi, công nhận giờ này thấy trộm cướp nhiều, mình coi tivi thấy bên này làm như cái mùa này là cái mùa mùa lễ nè, rồi anh em mình cũng tốn tiền á, mình thử ra thấy là thấy trộm cướp và thấy nhiều ạ, thấy mình coi tivi thấy bên này là cứ mà thấy dạo này cái buồn cười á, ngày xưa đó nó vô ăn cướp tiệm này tiệm kia thì còn còn người này người kia còn security nó còn sợ chứ, giờ này có bảo là mấy security có phải rất là sợ mấy người ăn cướp, rất là sợ nha, tức là gặp mình nhìn né thôi, tức là cướp bóc bây giờ nó có vẻ rất là công khai đó, chứ nó bây giờ nó không có nó sợ nữa. Nó cái khác là nó manh động và cái người dân đó, họ họ không dám kháng cự, là bởi vì những cái người mà cướp bóc thì họ đều có súng cả, và cho nên ra cái người dân mình là thiệt thòi nhất, như tôi với anh đi, bây giờ nó ra nó cướp anh là tôi cũng để nó cướp thôi, chứ giờ tôi không có dám kháng cự là bởi sao? Nó là một cái nó bóp cò là xong hai già rồi, xong trên ra việc đó anh ra tôi hạn chế ra được tối đa. Tức nghĩa là ở nước Mỹ ngày nay bây giờ nó không còn cái sự an toàn nữa, mà có nghĩa là nó một cách khác đó, chứ là mặc dù nó không là cái gì cả, nhưng mình nghe tin tức báo đài rồi tiểu bang này tiểu bên kia nó rôm rã, nó có những cái video mà đưa nói lên bullet, nó nói lên là cảnh báo các cái đồ thứ làm con người ta hoang mang và lo sợ. Ví dụ như bây giờ nó khác xa cái hiện tại, ví dụ như tôi ở Việt Nam mà tôi đi tôi không lo, tức là tôi đi là cái đầu tôi không có nghĩ gì trên đoạn, nhưng mà ở đây một bước đi khỏi nhà là dồn qua dồn lại có anh chàng nào không, rồi cái thằng có cái nào đi theo mình không, rồi nói chung là nó có một cái video clip đứa nào nó bu lên nó kêu là mà cứ hở là lấy cái xe của ta đậu, nó đậu cái bên nó dồn dồn có ai đập kiến vô mồi đồ nó lấy, biết là mình nói giờ
chủ nhà chạy ra nó biết làm gì, nó đứng là ngó thôi chứ đâu có dám làm gì đâu. Nó cũng thôi vậy, tình cơ đánh cũng lười, nó còn nói vậy đó. Công nhận anh em dòng này anh nói manh động, cái chữ manh động chứ anh nói cái chữ nó hay. Thế anh em mình bây giờ là thấy người 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 dân lương thiện đó, tôi đừng có nói chỉ người dân, cái thằng nhân viên nó ở trong cái nhân cái tiệm đó họ cũng sợ, họ không dám đụng cho nó. Hôm nọ mình quay được cái clip ở bên tiệm Home Depot, anh Home Depot nó vô Home Depot là mỗi tiệm khổng lồ, cái cửa hàng nó rất là to, chỗ nào cũng bự, bự ra bán vật liệu xây rất dựng to. Cái nó vô, nó có mấy thằng nó chạy vô cái hàng mà bán đồ Milwaukee đó, tức là mấy cái đồ dùng mà sử dụng bằng tay đó, anh, cái máy sử dụng bằng tay đó, nó chạy pin anh, mấy cái đồ đó rất là tiền, mà hàng hàng của Milwaukee là rất là coi như là đắt nhất ở trong đó đó. Mà nó cứ khiêng ra thì tôi thấy như là có cái thằng cha kia nó làm, cũng tại vì mình biết là cái thằng đó là nó làm ở trong Home Depot, là cái thằng cha đó là tại vì nó mặc đồng phục mà. Đúng rồi. Hai hàng kéo tới mà làm như là bây giờ là làm như anh em đi ăn cướp không phải là không có sợ gì hết, hay thật mà tôi không hiểu tại sao từ đâu nó có cái chuyện đó. Thực ra là cái đó mình không biết. Tức là mà ngay cả cái người security đó họ cũng không có muốn đụng chạm tới, tại vì cái tiếng Việt mà thực sự nó như là Mike Tyson nó nói là đừng có nói chi là mấy security, mấy cảnh sát đó, đó đi làm là tiền lương rất là cao, bảo hiểm nó rất là cao, nhưng mà mình gọi đến nó đợi cho nào nó xong thì nó mới tới. Thì nó nói rồi mà. Ủa, tao còn vợ còn con, tao đâu có ngu gì. Thì mà thua mình đó. Nếu mà không có cái gì trở ngại thì như tôi hẹn nó khoảng 6-7 giờ tối bên Bình nó đi làm về, bắt đầu tôi hẹn nó lên live. Gặp anh chàng này thì anh hí giọt mà hí họ cũng lắm, anh sẽ nói điều mà trong cái xã hội Mỹ ngày nay rồi có lan man về những chuyện đại khái về thế giới thì kia anh cũng nói. Tôi cũng nghe tối hôm qua thì tôi nói chuyện của tôi cũng khá là lâu, thì nó nói hiện giờ là ở trên thế giới nó đã tái xuất hiện là cái virus 19 trở lại, là COVID-19 trở lại. Tôi và nghe nói ở Singapore đã chết 30.000 người rồi đó. Vậy ạ? Ở Mỹ thì nó cũng rục rịch bắt đầu nó xuất hiện ra lại. Thế thì mình chỉ khuyên anh và tôi, những người nào mà sống ở nước Mỹ thì nên cẩn thận khẩu trang các cái đi ra đường, bởi vì dù phút là không thì mình phải lo tính mạng mình đó. Sáng nay tôi cũng đọc tin tức thì của đài VTV cũng đã khuyến cáo người dân là đi ra những chỗ đông người rồi phải khẩu trang kỹ lại rồi các cái đủ thứ, chứ thì đó là một cái hiện tượng mới vừa nổi lên mà hầu như đã tái lại bởi vì cái dịch virus đã qua rồi. Bây giờ nó là bắt đầu nó có rùng rịch, nó có cái hiện tượng là tái lại, mà nhưng mà như là cái biến thể nó là mới nè chứ nó không phải cũ nữa, thành ra nó càng nguy hiểm hơn. Thế thì làm vậy tôi còn rung anh, mặc dù tôi rồi đủ rồi rồi như vậy lại càng không nấp ra khỏi nhà nữa, khổ. Tôi không biết tại sao chứ kỳ này đó mình bị cái trần cúm mà mình bị ho, nhưng mà nó ho mà nước mũi nó ra hoài, mà nó ho mà anh bị cúm thôi. Mình bị con cúm đó, mà nó cù nhây nó như mà mình nó chích cúm rồi đó. Mình đó là năm vừa kỳ này mình chích cúm là sớm đó, khoảng chừng kỳ trước mình đi đâu qua tháng 8 tháng 9 là bắt đầu mình chích rồi đây, mà thấy cái này mình bị cái con cúm này chứ lâu, thấy nó cứ nhây hoài nó không tả được. Thì không biết mình có thịt thấy đồng bào ở đây đó, bắt đầu là cái mùa này là cái mùa lạnh nè, bắt đầu mà người tháng này là tháng cúm mùa của Mỹ mà anh. Đúng rồi, cái tháng này là bắt đầu tới giờ nó cúm rồi đây, thực ra mình cũng chẳng biết câu chuyện đó thế nào. Thì đấy là bên Cali mình năm nay thấy thứ nhất đó là thấy là cướp bóc nhiều, ăn trộm. Bây giờ là làm như là người ta cũng không nói, không có vướng nó làm đây, tại vì ăn trộm mất công lắm anh, ban đêm mà đâu có thấy đường, ăn trộm không có được nhiều. Chú anh muốn là cái gì là chơi thẳng vô cái tiệm vàng, tiệm này tiệm kia, nó có sẵn để ban ngày ban mặt, thấy rõ ràng, không có sợ nữa rồi. Thấy anh em cho này thấy buồn cười, không hiểu nó làm sao. Nói gì thì nói, thì nói thật với anh là cái tiểu bang tôi ở thì ngày xưa tới giờ nó rất yên bình. Đúng. Nó yên bình lắm. Tất cả đúng. Nó không xảy ra ở tiểu bang này. Nó có nhiều cái yếu tố mà mình phải nói là cũng về thời tiết, rồi các cái người Việt ít, rồi có những người mà
ở đây là nói một cách khác là nó lạnh cho nên ra công việc làm nó nhiều rồi, ai cũng có công việc làm cả thì nó không biết nó xảy ra. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ nó đã xảy ra rồi, tức là mình mới hiểu được là cái tình hình mà kinh tế của nước Mỹ hiện giờ đang xuống một cách thê thảm, bởi vì lạm phát nó kéo theo vấn đề thất nghiệp, nó kéo theo vấn đề đủ thứ chuyện, mà thậm chí bây giờ nó có nhiều cái chỗ bán đồ ăn mà tủ đồ ăn nó, cái tủ đồ ăn nó còn khóa lại luôn mà. Mà cái ngày xưa nó có vụ đó, còn mà mua gì nó mới mở khóa ra, mà ghê thiệt đó. Tôi thấy tôi thấy mà có hôm mà anh chụp cái hình cái xe của anh nó bị cắt cái bô, thế nên là bây giờ là cái chuyện là cũng di chuyển mà bây giờ mà nó qua tới chỗ anh rồi đó là nặng lắm rồi đó, chứ phải không biết tại vì cái chỗ anh là rất là đàng hoàng đó, nó tại vì nó lạnh á, mà bên đó là anh em ai cũng có những cái nhà cái cửa để ở, bên đó ai cũng có cái việc làm, mỗi người đều có cái việc làm, mà bây giờ mà có xảy ra cái chuyện mà đi cắt công cô ngồi thì là nó nặng lắm rồi, nó nặng lắm nên nó mới chuyển vào cái chỗ khu nhà anh ấy, chứ còn đáng lẽ là nó tụ họp lại bên dân Cali rồi không, chứ còn Cali thì thời tiết ấm áp này, anh em mình qua tụ họp ở nhiều nè. Đúng rồi, thành thử ra nói về homeless thì bên tiểu bang tôi rất là ít. Đúng là bởi vì nó lạnh nó cho nên ra khu không có, đi nó chuyển qua xứ khác, còn cái xứ này có chứ không phải là không có, nó có chứ nhưng mà nó hiếm, nó ít. Vậy ở đây nó chịu, không ai mà nằm ra ngoài giữa đường hoặc là cái nơi mà không có nhà có cửa, lạnh vậy sao chịu nổi, cho nên ra nó không có ấy. Tôi đi chợ thì tôi thấy nó dọn một cái dải đường mà ở mùa hè mà những người homeless còn bỏ lại thì nó bỏ rác rồi rến rồi giường rồi nệm rồi ra gì đó bỏ ngoài đường đó, nó ở dưới đường Nicolet nó dọn đi một mớ. Nói như vậy thì mình mới hiểu rằng hôm qua mình kêu tôi có đi chợ thì tôi thấy bố tôi tới nó dọn những cái nơi mà coi như những người mà tao bỏ tao đi đó, homeless tao bỏ tao đi. Rồi ok thì tôi báo cáo tình hình là bởi tôi nói rồi, nói qua nói lại có nghĩa là cái bảo hiểm của nước Mỹ này là chỉ có cúng tiền cho nó ăn thôi, khi mà đòi hỏi quyền lợi của mình thì thôi ôi thôi là nó hành tới bây giờ cầm tờ giấy rồi còn ngồi chờ chờ để ngồi nó coi chắc xong rồi nó trời đủ cái chuyện trên trời thế thì, bởi vậy anh thấy không có dễ đâu, thấy không, rõ ràng không có dễ đâu, mặc dù là mình không phải là lỗi của mình đấy. Rồi bây giờ bàn qua chút xíu về anh nói gì anh nói đi, có gì thì cũng báo cáo với anh rồi, dịch Covid bắt đầu nó rộ ra lại và nó vậy đó, có mình cũng thấy đó, có tình trạng coi như lây lan rồi đó, thì cẩn thận chút. Ok cảm ơn anh. Chuyện bên này ha, chút thấy anh em mình xem đi ở trên Cali của mình kỳ vừa rồi, mới cách đây chừng 3-4 bữa nè. Ở trên Busa nó có cái trên Westminster, cái thành phố Westminster đó, nó có cái có một cái cô nghị viên đó, cô đưa ra cái nghị quyết cờ vàng. Anh có nghe có vụ đó không? Có nghe sao chúng nó, tức là ông cái nghị quyết đó là đưa ra, tức là cái cô đó là cô là một nghị viên của cái thành phố đó, cô có đưa ra thì không biết là trong cái nghị quyết đó họ nó viết cái gì, nhưng mà tại vì nó chưa có công khai, tại vì nó bị bác đi, thành thử ra không biết trong đó nó đòi hỏi gì, nhưng mà căn bản thế này là nó đòi hỏi là cái thành phố Westminster sẽ công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Việt Nam từ năm 1950 cho đến bây giờ. Tôi không thể tưởng tượng được là người ta, cái sự ngu xuẩn của con người ta nó có thể lên cao đến cái mức độ một cách kinh khủng như vậy đây. Thì mấy thằng thì trong năm ông nghị viên của thành phố đó, trong năm người nghị viên của thành phố đó thì là hết bốn ông Việt Nam rồi, bốn ông bà Việt Nam rồi, còn một ông Mễ thôi, thì ông Mễ thì cũng lớn ngớ, thì ông đọc ở tiếng Mỹ thì ông bảo cái này là nó thì là đồng ý là cái lá cờ vàng, thì là anh em mình ở bên này là khu Westminster là người ta thờ phượng cái lá cờ vàng, nhưng mà biểu như là cái thành phố vớ vẩn như vậy mà công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ của nước Việt Nam từ năm 1950 cho đến bây giờ là cái điều đó là không được. Bốn người họ bác họ cũng ra qua được, nhưng mà thế này căn bản thế này mình nói cho anh nghe thế này, căn bản là thế này là cái sự ngờ nghệch ngãnh ngãng của những người của người Việt Việt kiều ở bên này thích tội nghiệp đây. Đặc biệt là cái cô Amy Fan West,
cô đẻ bên này, cô lớn bên này, cô có thằng chồng người Mỹ tên là West mà, ông chồng nó chắc là người Mỹ. Nhưng mà tại sao lại có thể là mà lại chỉ là nghị viên thôi, mà tại sao có thể là ngớ ngẩn đến cái mức độ như vậy? Thì mấy ông Việt Nam nghị viên ở trong cái thành phố đó là cô, có một cô Kimberly Hồ, ông Nam Quan Nguyễn, với lại ông Charlie Mạnh Nguyễn gì đó, thì là ba cái người đó, với lại thằng cha Carlos bên ra là những cái người cái bảo là họ 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 không có bằng lòng với cái nghị quyết đó. Thì anh biết là tất cả những cái điều gì mà nó xảy ra ở trên cái đất, ở trong cái thành phố đó, mà có dính líu lá cờ vàng, thì đến bây giờ thì mình biết thế này, tức là mình nhìn thấy người Việt Nam, người Việt kiều mình trên xứ này, đặc biệt thì giờ mình ở Cali này thì mình chỉ nói cái dân xứ Cali thôi, mình thích tội nghiệp với mấy người Việt Nam của mình, không 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 họp thì thôi, nhưng mà nếu mà họp lại là bao giờ cũng xảy ra những chuyện cãi nhau, chửi nhau ấy, thích tội nghiệp thật. Mà cũng không có cái, không có cái tập đoàn nào, không có cái tập thể nào như tập thể người Việt Nam, không họp lại thì thôi, họp lại là chửi nhau, mắng mỏ nhau, bóp cổ lẫn nhau, rồi thằng người này chụp mũ người kia, người này chửi bới người kia, kêu cha kêu mẹ ra, thế tội nghiệp ghê. Mà cái tập thể Việt kiều của mình ngoài này, mình đâu phải là cái giống dân duy nhất mà là dân nhập cư tới đây đâu, bên cạnh mình còn có người Lào, người Campuchia, người Mẽ, đủ loại người nó đến đấy nó ở, không có cái người nào mà nó chia rẽ một cái tội tàn nhẫn mà tội nghiệp như cái người người Việt kiều mình ở bên này. Mà cái lý do căn bản là đến giờ này anh em mỗi lần tụ lại ấy, là phải mang cái lá cờ vàng ra. Mà tôi bảo đảm với anh, mà tôi nói đi nói lại rồi, mỗi lần mà anh em mình tụ họp lại dưới cái lá cờ vàng ấy, bảo đảm với anh là sẽ cãi nhau, sẽ chửi nhau, bất cứ về mình, bất cứ một cái chuyện gì, cho đến giờ này vẫn vậy. Thì cuối năm nay là năm 1973 cuối năm nay là 49 năm rồi, từ kể từ ngày cái nước kể từ ngày cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó không còn bay ở cái nước Việt Nam nữa, thì nó có rất nhiều sự thay đổi, nhưng mà cái sự ngu muội, cái tinh thần mà nô lệ, cái sự ngu muội mà cái lá cờ vàng nó có thể gieo vào cái đầu óc của người Việt kiều, người Việt Nam trên đất Mỹ này, thì kết quả là mông minh và bao la ấy. Đấy là câu chuyện ở bên Cali, mình có thể tóm tắt lại như vậy, thưa anh. Bộ thuốc theo đối tiếp cái lời của anh thì tôi cũng nói nha, là tại vì nó có nhiều cái lý do mà mình không có chấp nhận cái lá cờ vàng đó. Không, đây là không phải là không chấp nhận, nhưng mà cái điều là nó cũ quá rồi, và cái mình phải nói một cách khác là cái lá cờ đó ở trên thế giới này, ở Liên Hợp Quốc không ai chấp nhận cả, tức là nó không có đất đứng, anh hiểu không? Nó không phải là một cái chính phủ lưu vong luôn, đó là hoàn toàn không có cả, không có một cái gì còn dính líu tới kia cả. Bởi vì nó giải thể cách đây là 49 năm rồi, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái chính thể đó nó không tốt đẹp gì và nó đại diện cho ai cả. Anh thì rõ ràng là lịch sử nó chứng minh rồi, lịch sử và biết bao nhiêu người, không phải lịch sử của người Việt Nam viết mà lịch sử của các nước châu Âu, châu Mỹ đã viết. Chẳng hạn như anh coi những cuốn phim mà của mà phim tư liệu như của Nhật là của Liên Xô là của Mỹ, thậm chí nó kho đã giải mã cái kho tàng mà lịch sử chiến tranh Việt Nam mình, rõ ràng thấy rõ ràng rồi, nhiều cái phát ngôn của tất cả mọi người vị lãnh tụ trên thế giới. Thế thì cái chiến tranh nó hầu như nó không còn gì giá trị cả, và cái lá cờ nó cũng chẳng có giá trị cả, nhưng mà họ chỉ bám theo cái lá cờ đó thuộc dạng kêu Không bằng là hiểu mang hàng quá khứ thôi. Thế thì rồi xong mình lường gạt đồng hương, rồi xong rồi gì rồi quyên góp, rồi làm đủ trò đủ thứ đủ thứ, nhưng mà cái chuyện giờ nó xưa quá rồi, bây giờ chẳng ai còn nghĩ tới cái chuyện đó cả, nó hẳn là như vậy. Thì bây giờ nó bây giờ mà không công nhận cái lá cờ đó thì nó cũng trễ lắm rồi, đáng lẽ rồi. tư là coi như là sạch rồi. Là bởi vì sao? Có cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Thiệu, anh nhớ không? Đó là người ta đã được Liên Hợp Quốc công nhận, chúng tôi nếu mà tôi lấy vàng ra nước ngoài thì người ta cũng lấy lại, bởi vì người ta là một quốc gia hợp pháp. Đó là lời ông Thiệu nói. Còn cái lời ông Nguyễn Âu Kỳ nói đó nè, người ta đã chiến đấu và người ta đã giành độc lập lại được rồi, tôi cũng muốn vậy chứ. Đã hai miền Nam Bắc, ông Kỳ và ông Cao Kỳ và ông Nguyễn Thiệu đều đó là lãnh tụ của miền Nam Việt Nam ngày xưa, người ta đã xếp giáp quy hàng rồi. Thế mà vẫn cứ ngồi mấy ông này, tôi hỏi ông, mấy cái ông mà chống chống Việt Nam mình bây giờ, ông nào ấy ngày xưa làm chức gì, chức gì?
chức gì cái dám đứng trước mặt ông Kỳ mà ngày xưa mà còn là thời gian Hoàng Hòa, dám đứng trước mặt ông Kỳ mà dám nói lạng quạng hay không, nó khổ mấy ông này thuộc dạng tội nó nghiệp anh, có đúng nhiều cái mà trái ngón trái khoái. Cũng giống như hôm trước tôi với nói anh cả làm những cái chuyện hầu như là rồi bu kỷ niệm rồi là đức tánh Trần Hưng Đạo thì có một anh chàng kia anh mới hỏi thôi mấy ông anh hỏi mà họ hỏi tôi trả lời không được tôi cái cười thôi à. Chắc là chiều nay tôi bắt tài sự bài nó giải nghĩa anh nói mấy ông thương mấy ông yêu kính ba chế độ thứ nhất cái gì đó là Việt Nam Cộng Hòa để nhất Cộng Hòa rồi đến nhị Cộng Hòa thì tôi hỏi mấy ông tại làm sao cái thằng đệ nhất Cộng Hòa đệ nhị Cộng Hòa nó nhất thằng đệ nhất Cộng Hòa rồi bây giờ tôi hỏi ông á bây giờ tại làm sao mà nói bây giờ ông Ngô Đình Diệm là tuyệt vời là thương dân cứu nước này tại làm sao các ông không đặt tên của ở phố Bonsai TV ông ở ở phố Bonsai đó đường Westminster gì đó đại khái tại sao không đặt tên là Ngô Đình Diệm không đặt tên là Nguyễn Văn Thiệu mà đặt tên là Trần Hưng Đạo là sao Cũng đó hay thì đấy câu hỏi, cũng hay nó hỏi thì câu rồi tôi không biết câu là hỏi đó nè khổ nó hỏi gì tao mà cười sặc máu luôn á rồi tao không biết tao đâu có biết đâu mày hỏi mấy ông ấy chứ là sao tao biết được khổ đấy là câu chuyện của năm 2023, đấy là còn mấy ngày tuần lễ 2 tuần lễ nữa là hết năm rồi đó. Mình đây là năm nay chúng mình ai ấy qua tới năm mới là mình cũng thể tưởng tượng năm tới là năm nay mình bảy mấy rồi. còn mấy tháng là chúng ta lên chức rồi I know men cuối năm nghe những cái tin ở đây mình ở đây nghe những cái tin anh em mình ra đi thấy ớn lại thấy tôi tội nghiệp quá mình thấy anh em mình ra đi mình thấy nhột nó làm á anh làm riết là tôi sợ anh khổ à, không phải mình thấy nghe tội nghiệp thấy những người mình quen quen đấy những người ngay ngay cả những người trẻ mình thấy anh em mình ở bên này làm, không hiểu anh không biết là mình tại sao mà mùa làm như cái mùa lạnh người ta ra đi nhiều tức cái mùa này nó lạnh 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 anh người ơi năm nay anh về anh sau Tết á anh về coi như sau Tết phải không ta. Tôi hy vọng tôi về sau Tết bởi vì tôi sợ ông tôi sợ mấy đứa nhỏ chúc bác hay chúc ông này kia sống lâu trăm tuổi lắm tôi không chịu khổ lắm tôi không chịu đâu đó. À, có chuyện gì nữa nào? Rồi rồi có chuyện gì bữa nay cái gì nói hết đi rồi ok thì bây giờ mình nói chuyện cá nhân cái chuyện về giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề sinh hoạt đi thế thì Ok. anh biết sao không? Tại mình ở Việt Nam anh biết rồi cái sinh hoạt hàng ngày với lại cái thức ăn uống của Việt Nam mình nó quá ngon mà nó đồ và tươi mà mình nó tiện nghi đủ thứ cả thế thì tôi nói rồi ở Việt Nam tôi giống như là vua tôi anh nghĩ là buồn thích là ra đường quắt cái là xong bên kia đường chạy tới là từ đủ thứ là phở cơm hủ tiếu giò bánh chả nói chung là hầu như cái thứ gì cũng có chỉ cần bắt tay lên là quắt tay vô ở đây đâu có được vậy đâu còn nhà không đâu có dám đi đâu đâu mà nếu mà đi ăn nữa thì cũng đâu có mua về toàn đồ lạnh cũng mua về một đống thịt heo kìa về cắt nhỏ ra bỏ bây giờ ngày nào cũng cắt cục ra ăn cột cục ra ăn thôi nó khổ à, đó là vấn đề ăn uống rồi tôi thèm quá tôi mua một hũ mắm tôm tôi về tôi để ghi kia mà nó lại thiếu cà pháo mà không đi kiếm cà pháo ra rồi khổ thì nó có nhiều cái vấn đề là mình cảm thấy là ở Việt Nam mình phải nói cái điều này là ở Việt Nam hiện giờ mặc dù là kinh tế nó eo hẹp kinh tế nó lạm phát chung nhưng mà cái đời sống tôi thấy ở Việt Nam mình họ vẫn ăn uống bình thường anh mặc dù là cái chi tiêu nó có thể giảm ví dụ những cái quán ăn ngày xưa môi trường quán nhậu rồi chưa nhậu 100% đi thì bây giờ nó còn 50% nhưng mà ta vẫn còn có nhậu vẫn người ta vẫn còn có những cái sinh hoạt hàng ngày đó như vậy còn ở nước Mỹ thì thôi coi như tê liệt anh à thấy tê liệt Nói chuyện thức ăn ở bên này đây mình ở đây bên này nhà giờ chỉ còn 2 người tôi với vợ tôi mình nấu cơm mình nấu thức ăn đấy cho là mình cũng muốn nấu này tại giờ nấu ra ăn đây tôi ăn tôi nấu là giờ là tôi nấu thì chừng nào mà đặc biệt lắm thì làm cô vợ tôi mới ăn thôi chứ còn đến đấy đấy là chứ còn thôi là tôi ăn uống bây giờ cũng sơ sơ chút đỉnh thôi cô vợ tôi thì cũng ăn cái gì ăn cái cây trái cây xà lách gì đó chứ còn mình cũng có cơm là cho nên là không ăn nữa rồi thành thử ra rất là khó mà có một bữa cơm ngon đấy đến ngày hôm qua là tôi là cố gắng ghê lắm tôi mới đi chợ tôi mua được mấy cái đầu cá tôi về tôi nấu cơm
nấu một cái chua thì vợ ăn nó khen ngon, nhưng mà lâu lâu nó có cái này nói rằng thương, nó có nói cái này, cái có cái này tôi nói rằng thương. Hôm đi qua trở lại bên này đó, tôi mua được 1 ký khô cá sặc, ok. từ bữa qua đây 2 tuần rồi ăn được 2 con, bây giờ không dám ăn nữa, Sợ tại hết biết sao rồi, sợ nó hết. sợ Đúng hết không? Làm gì có cái chuyện ở Việt Nam mà đủ khô cái sặc mà sợ nó hết không dám ăn. Anh nói rõ ràng con thương, để dành bữa nào mà thèm lắm mà trong đêm lôi ra ngon cái luôn. Trời ơi trời, anh thấy nó thảm gì đâu, đi đâu khổ vậy. lâu thì lâu đến ngày hôm qua đó, là đến buổi chiều ngày hôm qua tôi mới có một bữa cơm nó nóng nóng bức, hai vợ chồng ngồi ăn với nhau lâu thì lâu anh. Chứ còn mình ở đây nấu nướng mình cũng làm miếng nó, tại không có ai nấu mày ăn anh, nhất là bây giờ nó ăn uống giờ nó cũng thay đổi rồi anh. Thử hôm nay thấy xuống cân đó. Hôm nay là từ hôm Thanksgiving tới giờ là mình xuống mấy bao đó anh, làm miếng ăn đó bị ho đó, thế làm À, miếng anh ăn muốn vào xuống mấy tôi về bao đây là bữa nay tôi cũng xuống cân rồi, gì bữa nay vậy tôi đó. thấy mặt tôi đã hóp hóp rồi đó. Welcome Welcome cái gì, cũng mà kỳ này đi du lịch Mỹ chán quá rồi, nói chung America. là tại vì mình ở Việt Nam mình sung sướng quá sức, thậm chí là từ cái ăn cái uống rồi nói chung là hầu tất là chẳng bao giờ tôi rớt tay vô cả. À, tự nhiên đụng cái bao nhiêu cái thứ việc đó ở Việt Nam không làm, về đây đè đầu tôi ra tôi làm, không làm ai làm, cứ ra mặt là phải làm đúng không? Được. Ôi trời ơi, mà thực sự mà mình phải nói, rồi có một cái đây cái tôi cũng đi hay lang thang trên mạng, thì ngày hôm qua tôi cũng lang thang trên mạng, thì tôi có một cái thằng anh chàng rất cũng trẻ thôi, cũng trẻ hơn mình nhiều. À, tên là Đức Vũ gì đó, anh làm, chắc là cũng mới thành lập cái YouTube của anh vậy, thì mà anh nói mình thấy đúng, có nghĩa là anh nói về cái cuộc sống đời sống Mỹ, làm ăn trong hãng này các cái thứ, những cái người Việt mình mới qua hay là qua lâu thì làm ăn trong, có những cái mà họ nó nói trước rồi làm trong hãng là phải sao thì cũng khá là hay, bởi vì ngày xưa từ xưa giờ về cái mặt đó thì tôi với anh chẳng bao giờ đụng tới, bởi vì mình lo mình phản biện những người mà không thích Việt Nam, với lại cái người mà ăn gian nó dối thôi. Còn cái mảng mà đi sâu vào cái đời sống của công nhân Việt Nam, những người làm nghề cái sao đâu đó, thì có cái anh chàng là tên Đức Vũ, tôi có post lên đó, anh nói về đấy, anh coi rất là xác thực và anh nói rất là hay đó, thì tôi đưa lên cũng quảng cáo cho anh luôn, có nghĩa là ai mà mình muốn coi về cái đời sống người làm ở bên Mỹ và công nhân và sinh hoạt trong hãng xưởng như thế nào các cái là thì coi ảnh. Rồi anh cũng khá là hay, cũng trẻ trẻ thôi, anh cũng ở đây cũng khá lâu, nói chung là anh đâu ở anh đàn ta là phải chắc Gì vậy, chắc vậy. đồng bào bây giờ về bên qua Mỹ này họ di chuyển về mấy cái tiểu bang nữa, ở nhiều đó, dân Cali bây giờ họ cũng nhất là đặc biệt là những người mới qua đây, những người Việt Nam mình mới qua đó, ở Cali ở không nổi tại đắt đó, đắt Đắt đỏ quá, đỏ, bên đắt này đắt đỏ. đỏ quá, ai cũng không có ở nữa, ở đây giờ rất là khổ ạ. Ở đây nổi tiền nhà không, nhất là những người mới qua đó, nổi đêm mà nổi nổi cái tiền nhà không là thấy có nạn đó, chứ không phải không. Thành thử ra thấy anh em mình cứ tản 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 có bên Atlanta. Atlanta là một cái thành phố mà một cái chỗ bang mà người ta những người Việt kiều mới qua sau này ở rất là đông. Texas cũng vậy, những cái thành phố là vậy, bên những cái chỗ anh cũng vậy, người ta về người ta di chuyển về bên đó ở rất nhiều. Đúng rồi, cái chỗ của mình thì từ xưa giờ rất ít người Việt, và người ta trụ ở đây được là bởi vì người ta có công chuyện làm ở đây. Mà Đúng rồi. mình phải nói một cách khác, là ở khu vực này là ở cái tiểu bang này họ khuyến khích người dân định cư ở đây, là bởi vì ở đây thì công việc hẳn xưởng thì rất là nhiều, Đúng nhưng mà người để làm thì không có, rồi. thành ra apply job ở đây thì rất là dễ anh, nói chung vậy. Thế thì nhưng mà bây giờ thì chưa thấy nó móc mém, là giống như anh nói nó cũng gần gần giống, là bằng chứng là tôi là nạn nhân, nó cương mẹ nó cái bô đó, giờ không còn nữa. Hồi xưa hồi xưa tới giờ nó chửi tôi bưng bô, bây giờ nó cắt mẹ nó cái bô đó. Ok, đó là câu chuyện của nước Mỹ của mình. Nước Mỹ của mình bây giờ thì năm nào nó cũng vậy thôi. Thì kỳ này nói chuyện thêm cái chuyện nước Mỹ của mình nhé. Từ cái lúc mà ông Biden ông qua Việt Nam hồi tháng 9 này, tôi nghĩ là cái khoảng thời gian đó là ở Việt Nam là coi như là ông vui nhất, ông sướng nhất,
vừa rời khỏi Việt Nam về đến Mỹ là biết bao nhiêu câu chuyện nó đổ đến nó đổ lên nói đầu đầu lên nó đổ lên đầu của ông. Bây giờ ít bữa nữa là nó lại qua hết cái mùa Giáng sinh này là nó sẽ lôi ông ấy ra ngoài hạ viện, nó luận tội ông, tức là nó sẽ gọi là truất phế ông. Đấy, đấy là cái thấy tội nghiệp thôi, tại vì mà cái điều này thì cũng không trách được người ta, tại vì cái hồi ông Trump ông lên tức là có 4 năm thôi mà nó chơi ông Trump 2 lần, 2 lần mang ra tòa và truất phế ông, thì lần này mày chơi tao 2 lần tối thiểu, bây giờ tổng thống của mày lên thì tao phải chơi lại 1 lần để có được hết cái năm nay, qua năm tới rồi họ truy tội ông Biden là thế nào. Thế mà ông Biden bây giờ thấy ông cũng lẩm cẩm mà thấy tội nghiệp, đó là cái chuyện ở trong đất Mỹ mình. Rồi thêm cái chuyện người người Do Thái họ đánh nhau nữa, thì khi mà người Do Thái họ đánh nhau với dân Palestine đây thì thấy là rõ ràng đó là thấy người Mỹ họ, đây là lần đầu tiên trong cái lịch sử Hoa Kỳ mà từ lúc tối thiểu từ lúc tôi qua đến nước Mỹ này năm 1975 đến bây giờ, lần đầu tiên mà người người Mỹ, người tổng thống, người quan chức nhà nước của Hoa Kỳ mà nói là đừng, phải có như là chùn tay đây, là coi như là được có 2 tháng nay mà không không có bất cứ một tuần lễ nào là cũng đều có cái những bộ trưởng của Hoa Kỳ ở bên Do Thái cả. Hết ông bộ trưởng quốc phòng rồi đến ông bộ trưởng bộ ngoại giao rồi bây giờ đến cố vấn an ninh. Tôi thấy ngày hôm qua TV Mỹ họ chiếu ông cố vấn an ninh của ông tổng thống Joe Biden, đó là cái ông Jack Sullivan, là cái công việc của trả ra cái chức vụ của ông là to, cũng như là ông Henry Kissinger của đời Nixon hồi chiến tranh của mình đây, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là to lắm. Mà tôi thấy qua bên đó là thấy ngồi nói chuyện với thằng cha thủ tướng Do Thái là thấy cũng bị yếu ạ, nhìn nói chuyện là nhìn thấy rất là có vẻ là khung đúng là chứ không phải không, tức là chứng tỏ là người Do Thái họ rất là mạnh nhá. Thấy quan chức Do Thái là không có bao nhiêu người mà thấy là họ coi họ nghĩ là, tôi nghĩ là họ điều khiển Hoa Kỳ là rất là chắc chắn lắm, họ nắm được cái thóp của Mình cũng không trách họ được, là bởi vì anh biết là cái chính phủ Hoa Kỳ này đầu đám coi coi như là chóp bu bộ sậu của nước Mỹ này, hầu như là dân mà dân cứ bề thế là người Do Thái hết, thấy nắm nhiều chức vụ quan trọng, cho nên ra bắt buộc là cái người cái anh chàng Mỹ này là phải binh vực Do Thái thôi. Nhưng mà cái chuyện này anh thấy nó quá đáng, là bởi vì đúng rồi. ngày xưa nó thẳng ra là tôi cũng nói về Do Thái, về Hamas với lại Palestine tôi mù mờ. Nhưng mà anh biết rằng ở Việt Nam mà có một anh chàng Palestine nói tiếng Việt rất là sỏi, anh không nói tiếng Việt rất là sỏi mà rất là hay, thì anh mới giải thích đầu đuôi có câu chuyện mà Palestine với lại Do Thái Hamas như thế nào, thì mình sẽ thấy mình thương cái dân tộc Palestine. Bởi vì nhưng mà ở đây là mà không ai nói chính xác cho bằng người dân Palestine nói. Cái anh chàng này là cái anh chàng tên là Salim. Tôi có đưa cho anh coi rồi đó, Có thể. thì cái nguồn gốc của cái sự việc đó như thì mình thấy thương, mình coi rồi mình cảm thấy thương, nhưng mà mình chỉ ngậm ngùi thôi, bởi vì cái dân tộc nó đã bị lên như vậy rồi, nó không phải mới đây Đúng mà rồi. mấy trăm năm nay rồi đó. Thì mình không biết nói sao hết, nhưng mà có điều thì nó vấn đề, bởi vì tôi và anh tất cả mọi người dân Việt Nam mà nếu mà nói chứ ủng hộ bằng miệng cái mà võ mồm thôi, chứ đâu có làm được gì anh. Đúng rồi. Cái yêu cầu là chấm dứt ngay chiến tranh, hòa bình lại, hoặc là có phương án gì đó để cho hai bên nước đừng đánh nhau nữa, thế thôi, chứ ngoài mình không không dám xen vào Đúng ai đúng ai phải ai sai, bởi nguồn gốc nó sâu xa lắm, rồi. nó lâu nó mấy trăm năm rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Thực ra mình không bàn tới, nhưng mình thấy thấy tội bữa nay là 20.000 người đó anh. Đó, nói nghe này thì thành thử ra là như mình thấy là trong cái tình trạng hiện tại giờ mình nhìn thấy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, thì từ tháng 10 đến tháng 12 chỉ có 2 tháng thôi đó, mà mình thấy là biết bao nhiêu cái lãnh tụ của quốc gia trên thế giới đến Việt Nam đây. Thấy như trong tháng 12 này, trong tháng 11 này á, là lấn vào tháng 12 là có ông đầu tiên là ông thủ tướng của Belarus này, kế đến là có cái ông thằng cha thủ tướng của Campuchia ngay 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 bên cạnh mình, rồi ông đặc biệt là ông Tập Cận Bình thì thấy rõ ràng á, mình thấy là tới bây giờ đây Việt Nam là cái quốc gia duy nhất mà trong một thời gian ngắn 3 tháng rồi là 2 ông tổng thống của thứ nhất là Hoa Kỳ và thứ hai là Trung Quốc đến, thì đó là một quốc gia duy nhất trên thế giới không
Bây giờ anh tìm ở đâu một có một quốc gia nào mà cùng một lúc hai ba người, hai người đó đến cùng một lúc nó không có đâu. Giỏi lắm thì một người đến là thấy là tại vì công giỏi lắm thì một người đến là đã quá nhiều rồi, quá ghê rồi, đừng nói chỉ mà hai người đến cùng một lúc. Thì mình nhìn cái câu chuyện nó xảy ra Việt Nam mình rất là mừng anh. Căn bản thì Việt Nam mình rất là yên bình. Đúng Ai rồi. muốn tìm cái sự yên bình, chinh chiến ở đâu, cãi nhau ở đâu, chửi bới nhau ở đâu thì là ở ngoài. Mà đến Việt Nam tất cả mọi người đều từ người lớn đến người nhỏ nhá, từ cái người người lớn nhất là chẳng hạn như người Trung Quốc với người Hoa Kỳ, đến người nhỏ nhất là người Campuchia, muốn tìm cái sự yên bình, tìm cái sự đồng thuận yên bình cho chính họ và cho chính quốc gia của họ thì đến Việt Nam. Việt Nam là một cái nơi có tiền bạc mình không có nhiều, cách kỹ thuật mình không có nhiều, nhưng mà cái sự tôn trọng hòa bình, cái sự cổ vũ hòa bình, cái sự bảo vệ hòa bình, tôi nghĩ là không có người nào, không có ai có được một cái niềm, một cái sự bảo vệ, một cái sự yêu quý hòa bình bằng người Việt Nam. Và không phải chỉ nói bằng miệng mà họ đã thể hiện ra trên những hành động của họ. Tại vì vậy thì thử ra chỉ trong một thời gian rất là ngắn, chỉ khoảng một tháng rồi anh, bốn ông thủ tướng của bốn ông lãnh đạo của những quốc gia, từ quốc gia lớn nhất đến quốc gia nhỏ nhất đến Việt Nam, tôi Cái nghĩ đó là một đó điều rất là may mắn cho Việt Nam mình. đúng rồi anh, cái tôi theo tôi hiểu á là nó hiện thực nha, chứ nó không phải nói ngô xa 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 ra bờ gì cả. Anh biết cái đội quân mà coi như ở bên Liên Hợp Quốc mà gọi là coi như đội quân hòa bình về của Liên Hợp Quốc á thì cũng người Việt Nam. Thế thì mặc dù là chiến tranh ở bên châu Phi nó vẫn những cái nơi mà Nam Sudan hay cái gì đó mà đang có y xèo á, thì những cái phái đoàn mà của các đoàn quân khác của thiện nguyện của Liên Hợp Quốc ly vô là nó cũng bắn y xèo anh à, nhưng mà khi có dương cái lá cờ Việt Nam lên nó ngừng bắn, có nghĩa là nó ngay thời buổi chiến tranh mà tụi nó đang xung đột lẫn nhau nó vẫn tôn trọng người Việt Nam và xe Việt Nam, có đoàn quân và thiện nguyện của Việt Nam đi vào vẫn tin bơ. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là anh để ý coi, tất cả những sự biểu tình bất bạo động mà là bạo động trên thế giới, hễ mà có bạo động là có lá cờ Việt Nam trong đó, đâu có cái dân mình mở biểu tình đó đưa cho Việt Nam ra. À, có nghĩa là ý cái thầm hiểu rằng là chính các ông cái đất nước này phải nên noi gương theo Việt Nam, nó hẳn là như vậy, bởi vì như Việt Nam nên như là một cái sứ giả hòa bình vậy. Đúng đây. À, cái là vì đó nó tôi rất là vui, nó hẳn là như là rất là vui mà mình nói tôi nó đi nói lại hoài cái câu này, nhìn qua nhìn lại trong cái thế giới hỗn độn này, tất cả nơi đâu nó vẫn còn có những cái gì đó bất đồng đủ thứ, mà riêng Việt Nam hiện giờ đang đứng yên bình. Anh nói rằng tôi nói rồi, bên kia thì Bắc Triều Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên Nam Nam Hàn Bắc Hàn, bên kia là Trung Quốc Đài Loan, bên kia là Myanmar rồi thành lập rồi xong là quân chính phủ, rồi bên kia là hầu như tất cả phía bên kia là Liên Xô ở Nga với lại Ukraine, phía bên kia Trung Đông thì Palestine Hamas rồi Israel, hầu như cái chỗ nào Iraq Iran là hầu như cũng bị bạo động cả. Riêng đất nước ta thực sự là mình thấy hạnh phúc ở chỗ là yên bình. Thật ra mà tôi rất là ghét những cái người nào mà ví dụ như đất nước mình đang yên bình vậy mà cứ hay châm chọc làm cho xã hội bất đồng lên, rồi bất là tôi rất là bực mình đó. Nhưng mà thôi kệ, mình nghĩ là cái chuyện là chuyện nhỏ nhoi, chuyện không quan trọng, thuần dạng kiến giới không quan trọng gì đó, đừng mà thành ra họ không nghĩ đến cái chuyện lớn, tối ngày mà chuyên môn ngồi lại coi cái đủ quần người ta không à, lăng quái lạc nó là những thành phần trẻ tôi không ưa. Nó chẳng bao giờ tôi đi mấy cái chuyện đó chi nó bạn, nhưng mà được tất mình phải nói cái điều này nè, mà được như vậy anh phải hiểu là do cái sự lèo lái của Đúng rồi. những cái người mà đứng đầu đất Anh nước, đã đúng đồng ý không? À, còn cái chuyện mà tham nhũng trộm cắp cái này đất nước rồi. nào cũng có, nhưng mà nhớ kỹ cho cái điều này, họ đang làm tốt công việc của họ. Có nghĩa là ví dụ này tôi mới coi thì cái vụ Việt Á đó, người ta củng cố hồ sơ bắt đầu ra tòa rồi đấy, rồi những cái chuyện mà tham nhũng trộm thì người ta đã đưa ra tòa rồi đấy, có nghĩa là người ta đã làm từ một giai đoạn một, anh có tội là anh mới bị trừng trị thôi chứ. Nhưng mà tụi nó đâu điên, nó than quán rồi tiền mày chớ chạy đi đâu, nó soi mói rồi bịt mệt, người ta nhúng tay vào làm thì đương nhiên mình mới tin tưởng thôi, nhà nước mà chứ đâu phải dân. Mà toàn lại ăn ăn khoai lang à, ăn cơm thì dưới muối mà nói chuyện trên núi nó vậy đó, khổ. Còn là chuyện với không gian xong rồi với lại tiến sĩ thời gian rồi xong rồi đại học chữ to, đại học chữ to rồi xong bạn ngồi bàn thấy sự nghe nó chán tôi vậy.
Nếu không có cái gì vui thì chiều nay khác bây giờ bên này là thằng ta xin mai nó về đi làm xong về tắm rửa ra ngoài xong nó nói tôi lên lay với nó kìa, thế là vô số chuyện vui của nước Mỹ. Là bởi vì sao, anh chàng đây là anh chàng cảnh sát Mỹ mà anh chàng đi rong ruổi hết tất cả nước Mỹ hàng ngày để truy bắt tội phạm, mà trên ra có nhiều cái vui đó, anh nghĩ vui lắm. Tối hôm qua Ok anh. tôi gọi anh mà không được cho coi Ok. nó cười sặc máu luôn. Ok anh. Ok, thế thì cái Ok live hôm nay thì cũng báo cáo cho anh biết là cái thứ nhất là công đề là đi cho thôi. anh xe, tôi cũng đã báo cáo cho anh rồi ha, đó Ok. rồi xong rồi, bởi tôi mới nói rồi, nó lấy tiền mình thì coi như mình đưa hai tay mình đỏ án lập lộn điều kiện hợp điều kiện, chứ mà nó bao giờ mình nói gì đâu, mà mình khi đụng chuyện xảy ra quyền lợi của mình, trời ơi nó hành te tua rồi Ok anh. nó phải là vậy. Hiểu. Thì là cũng có những cái lời chúc chúc cho mọi người, là có nghĩa là hai ông già chỉ rảnh rỗi quá trong bây giờ không có làm gì làm thì ngồi lên tám phát chút xíu báo cáo tình hình thời sự. Ok Còn cái chuyện mà bên bên phố cái gì đó phía phía bên Bô Sa thì thôi, tới giờ nó lộn xộn ngầu, cho gọi là anh. phải chửi lộn y xèo thưa kiện gì hầu như là một nồi cháo heo rồi, mình không bàn tới, bởi vì nó đã vốn dĩ nó đã là như vậy Ok rồi, nó vốn dĩ đã là như vậy rồi, nên mình không bàn anh. cãi, không bàn cãi rồi phải có một ngày nữa chẳng còn chống cả ông mấy ông già chống thì nó xuống lỗ, mẹ nó đâu giàu khổ đúng không, tại em mình cũng là phải đóng tù, ai cũng phải qua ngưỡng cửa đó cả, kể cả tôi và anh cũng vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta nằm xuống chúng ta vẫn thanh thản khác với họ, họ lúc nào vẫn 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 có một gì đó bất mãn tức tối, mà cái đó họ tự mang lấy chứ có ai mình đưa cho đâu đúng Đúng không, rồi. tại sao chúng ta Đúng không rồi. sống một Đúng người giống như tôi với anh vậy, cười sỉ xả đâu gặp ai cũng thoải mái, bởi vì tôi trẻ hơn mấy ông là vậy đó đúng không. Ok anh. Rồi Ok. ok tôi chào tất cả mọi người nha, cái live bên này mình tới đây là gần rồi, có cái gì chiều tối bên này chắc là chiều tối bên này là sáng bên kia ra Ok, mắc thì đó dậy bây không. giờ đúng rồi, bên mình bên Việt Nam bây giờ là 11 giờ lên 11 giờ rưỡi rồi. Ok anh. Tôi bây giờ tôi mới về ra tôi có lẫn lộn Việt Nam với mình bên kia không à, nên ra thôi được Yeah. rồi ok, cứ tạm biệt bây giờ đi, rồi có gì tối Ok. gặp lại, rồi Chiều chỉ tối cần gặp sáng lại. mai, sáng mai Việt Nam gặp lại. À, nói Ok chung anh. nói chuyện chung với lại anh chàng tay xịn mai, anh chàng cảnh sát Mỹ, ok có hẹn Vậy rồi, ok đó. tạm biệt tất cả mọi Ok. người nha, Chào rồi tất cả mọi người. ok.